nhà sông nó ít chỗ cái tiếp phong gì nữa cho nên ta cái tôi sống mong rồi nè ta tôi sống mong mà tao ó tụt được lại mà tao ít tụt trăng thia ít tụt đi ăn gì nữa mà tao ít tụt trăng trong góc kinh gì nữa ô tụt trăng nó còn cho ra đặt thủ trong góc chắp lại đấy thế nào giờ tụi nó nè tụt trăng trong góc kinh gặp chắc có mà tới tụi điên nhất trong đàn nó thế ạ mà tới tụi điên chúa đàn nó nè nói chung là cái phong kia nè chắc các mà tới tụi khang nè tụi tới không mình đào cái nè phong gì nè mà tôi tụt trắng rồi nè tụt mấy giờ tôi tụt trắng mà xuống cao cân cầu nè tụt mấy giờ tụt bò nè tụt khó tiền được bắt chơi đã đa này nhở bắt chơi xong nó lò tới đa dừng nó lò tới đa thì mình giờ tụt bò nè hay giờ thì giờ tụt lâu nó mà luôn dừng đầu nó được liếp lông họ lúc bắt chơi xong nó lò cũng liếp lông hàng cầu thiên nó nè tao và ta giờ lấy tụt lò lại nhở mà tới nó cứ chặt cắm hai đầu tụt bò nó rồi nè. OK, bây giờ giờ tôi tụt thang lại thì bây giờ mình đợi tôi đi chỗ nào nè. Bây giờ đợi tôi đi chỗ xe này xuống cao thế này xuống chặt nó sau nè cho nó chế bé ở đợt tao tụ điên chúa điên nó lọ thế ạ bắt tao một cái tiền trong cổ điên chúa ạ tất nhiên mà tao kia cho là xe nó này cụ chia điên chúa thế cụ cho bao tiền hoa điên nó sẽ tất nhiên mà giờ điên đã chế nào tụ nó nè như xong như nó nè những lúc tao hậu nè đương kia thế ạ à tụ đã đa dùng cổ điên chúa chờ tất nhiên mà này cụ chia cho thế ạ tụ nó nè liên chúa này cũng trong nên nó thế, thế mà người tộc lúc tao thì chỉ đu nó tao liên chúa, tộc cần cho đéo bao này này thì liên chúa này, dòng cao cân cầu này tụi nó này, tụi nó hết tụi nó dòng cao chấp lại này, okay. Tụi này nó có hết tụi nó dòng cao cái kia, hết tụi đĩa này, chủ cân cầu này, nó còn muốn chút xíu này nữa xíu này. Chúng có chấp lại thế nè giờ tụi nó nè tụi thắng chúng có cân cầu thế có mà tới tụi điên nhất trong đàn nó thế ạ mà tới tụi điên chúa đàn nó nè nói chung là cái chiếc phong kia nè chắc các mà tới tụi thắng nè tụi tới không mình đào cái nè
nó phun gì nè mà tôi tụt thắng rồi nè tụt này là tụi tụt thắng ở xuống cao kênh rồi nè tụi mày là tụt bỏ nè cho khỏi tiền nó bắt chơi đã đa này nhở bắt chơi sau nó lọt đã đa đừng nó lọt đã đa thì mình là tụt bỏ nè hay là chơi cho tụt lâu nó mà luôn dừng đồng nó được liếp lòng họ lúc bắt chơi sau nó lọt cũng liếp lòng hàng cầu thiên rồi nè tao bắt tay cho lấy tụt lâu rồi nhở mà tới nó cứ tất cả mà đầu tụt bỏ nó rồi nè ok bây giờ đào tôi tụt thang lại thì bây giờ mình đào tôi đi chỗ nào nè bây giờ đào tôi đi chỗ xin nữa xuống cao thế này xuống chắn nhá tao nè cho nó thì bây giờ đợt tao tụ điên chúa điên nó lọ thế ạ bắt tao một cái tiền trong cổ điên chúa ạ tất mà tao kia cho là xe nó nè cụ chia điên chúa thế cụ cho bao tiền hoa điên nó sẽ thế mà giờ điên đã chết nè tụ nó nè đi xuống nhìn nó nè những lúc tao hậu nè đương kia thế ạ à tụ đã đa trong cổ điên chúa chờ đất mà nè cụ chia thế ạ tụ nó nè liên chúa này cũng trong nên nó thế thế mà này tôi lúc tao này chỉ đu nào tao liên chúa tôi cần cho đẹp bao này này thì liên chúa này trong câu cần cầu này tôi nói này tôi nói trong câu chấp lại này ok tôi nói nó có gì tôi nói trong câu cái kia này tôi đi này chụp cần cầu này nó không muốn chút xíu này nào xíu này nói chung là cứ trồng phong nhiêu đó, tôi sợ tất cả tôi sợ mong nhất tao già trồng tôi nè, chờ nó giao và chỉ mong nó vậy, cũng mà tao tụt chứ, mà tới tụt điên chúa nè, cái tụt thăng chơi may nút non chơi trong cổ lý to lại số, tụt thăng nè, thế mà tụt điên chúa này cứ chẳng chủ cần cầu nè, tao nhập phẩm mà nè, điên chúa chỉ nên trong lý nó nè. Giờ còn cho đớp bao thì nó chạy theo điên chúa nè ô cái đá chỉ to ta là họ cái ta đớp bao nó chạy theo điên chúa nè họ thực thắng gì tụi trong nó nè giờ tụi mang để một ly trà là tụi tua nè tụi thắng nó nè đó nè tụi cứng ra nó online nè ta tạo thân thể từ biên chuẩn